Hello, chúng mình quay trở lại với Channel Văn Tùng và đến với bình luận đánh đầu số tiếp theo của Idol Tớ Hận Cậu. Vâng, lúc này thì Idol đã lên tới sắt 2 rồi và ngày hôm nay sẽ là giáo án Kai'Sa hỗ trợ đi khu vực đường dưới với thu thập hắc ám và để xem Kai'Sa AP trong tay của Idol sẽ thể hiện như nào nha. Let's go. Ok, sau nhiều ngày ngụp lặn ở mức rank là sắt 3, sắt 4 thì cuối cùng Idol đã là sắt 2 rồi. Vào thì mua đồ khá sớm, không giống như Idol thường khi nhưng mà vẫn đang di chuyển ra và trên đường đi ra chắc đã đọc kỹ năng rồi. Sẽ là một giáo án Kai'Sa thu thập hắc ám đến Idol Tớ Hận Cậu anh em nha. Chúng ta sẽ có những A trong lúc pin ở đây. Chum đi khu vực đứng trên với các bài rách quay tay ha. Đi rừng đó là vị trí của Georgi Zhukov, đánh cho mình có bài Ramus. Khu vực đứng giữa đó là vị trí của Duy Long 97BH, còn khu vực đứng dưới xạ thủ của team Idol sẽ là 10 năm yêu nhau, ok chưa? Bên phía bên kia chúng ta có một cái giáo án gì thế này? Twitter Fate chôn team đi mid với một con bài Twitter Fate cầm trừng phạt và không mua đồ. Trong khi đó khu vực rừng đó là vị trí của Liệu 199X, lại còn giấu tên nữa. Cũng thuộc hệ 9X hả? Đi Sako đi rừng ha. Cấp 1 thì Ari đang đứng núp lùm ở đây là gì? Khôi chưa 19. Một player tài năng trẻ Việt Nam ở mức danh sắt đồng Việt Nam chăng? Cũng có thể. Một chế một mạng đánh Varus cùng với Pantheon của Revenge Number 1 đang đứng úp lọt khu vực bụi cỏ chạc 3. Để xem là có bắt được Idol hay không. Twitter Fate khá trôn với cái thanh niên viên Ruby này. Làm cái gì ở đây đây? Ra mid trôn team không mua đồ. Làm cái gì thế này? Tranh len rồi. Ok chưa? Cầm trừng phạt tranh len luôn. Phóng bài các kiểu luôn. Còn Idol thì đang giúp rừng cái thằng AD này. Làm cái gì thế này? Yêu nhau 10 năm rồi còn không biết giúp rừng. Thế là chết giờ đấy. Cấp 1 đang giúp rừng rất tích cực đến Idol Tớ Hận Cậu. Và đi một cái đường vòng để có thể tránh một tiếng úp sọt. Mid đó đánh tay nội tại rồi. Micro đánh tay nội tại nhưng mà đi cái đường vòng này ha. Đi cái đường vòng này, Jin bắt đầu ra đón lính. Còn Kai'Sa của Idol đi cái đường khác. Bên kia hết kiên nhẫn rồi. Jin từ từ cho người ta hít kinh nghiệm với. Thằng Jin hít kinh một mình à? Thế chết giờ Idol rồi. Gặp ngay thằng AD nó hơi gà rồi. Như vậy là TF không mua đồ được đi mid. Còn Ari đã lên khu đứng trên. Pantheon lao vào PK với Idol Tớ Hận Cậu. Ở tầm này tuổi gì PK cắm mắt và vã mày luôn. Đánh mày luôn sợ gì. Jin bồi đam đi. Ok chưa? Ok chưa? Thu thập hắc ám số đầu tiên cho Idol Tớ Hận Cậu. Hiện tại thì Idol đã đánh tới game đấu thứ 700 rồi anh em nhé. Vẫn đang kẹt ở sắt đoàn nhưng mà đã lên sắt 2, tiệm cận với rank đồng rồi. Và lúc này thì đường trên đang là tiểu cấp độ 2 trước dành cho vị trí của Chum. Chum lao vào vã vị trí của Khôi như vậy. Và sau đó thì Quy đánh tay liên tục kích phun số chinh phục. Tốc biến thế đốt đánh tay hay như thế nào đây? Tốc biến vào và solo kill cho Chum rồi. Đi bộ ra thì Sako lên vét cái mạng này. Và Ari chắc chắn sẽ ping chấm hỏi liên tục với cái mạng của tôi. Sako đã có mạng rồi, còn đứng giữa thì TF lúc này đã về nhà để bổ sung trang bị sau khi không mua đồ. Idol lao lên đấm một lúc hai thằng bên phía bên kia. Jin thì đang bắn tay vào lính liên tục. Còn Jin này đánh AD nhìn có vẻ hơi no hope anh em ạ. Thôi không ấy có gì thì thằng Jin này nó thọt thì mình farm lính mình gánh team được anh em ơi. Đứng giữa Sako lao ra tấn công vị trí của ZZ bị hoảng sợ tốc biến chạy được ZZ đổi phân thân nhưng bị thiêu đốt bấm mình lên đến từ vị trí của Duy Long. Duy Long cuối cùng bị thiêu đốt chết rồi. Kai'Sa của Idol đang bắn bị làm choáng rồi. Bị kiệt sức rồi, hồi máu lên, đánh tay có mạng cho Idol đổi mạng thành công với hỗ trợ đối phương. Hai xạ thủ bắt đầu PK, nét vẽ tốc biến đến từ vị trí của 10 năm yêu nhau. Ramus có định di chuyển vào cướp bồ xanh nhưng đang cướp thì bị vị trí của Liêu 199X ra và đâm liên tục khiến cho Ramus lúc này đã phải cuốn gói bỏ chạy. Còn tiện đường công tác thì ghé luôn khu đứng dưới, chém một mạng luôn vị trí của Ramus đang lao thẳng vào khuyến khích thành công nét vẽ bồi vào. Đánh tay sức được không đủ, Sako vã liên tục và sát thương đến Sako là quá nhiều, đạp nhầm cái hộp này rồi. Thôi xong, tốc biến bỏ chạy đến vị trí của Jock Jezukov. Và sau đó sẽ là tình huống như thế nào đây? Sako tàng hình lao lên, dọi cho một E, bật W lên. Sako băng trụ sát thương là không đủ rồi. Bỏ mẹ thật, gặp thằng AD gà rồi anh em ạ. Một con TF vẫn đang rất trôn khi mà không mua đồ. TF làm cái gì này? TF chấp đồ rất ác, 700 tiền trên người, vẫn đứng PK như đúng rồi luôn. Đánh tay liên tục đến từ Z, đánh tay liên tục đến từ TF. Spell TF vẫn còn, nhưng mà sau đó rút bài hàng ra. Rồi lên bảng đếm số mà thôi. Mã hạ gục dành cho Z rồi. Đứng dưới lúc này Idol đang cần 2. Một pha lao lên tính Quy AD bên phía bên kia nhưng bị làm choáng, lính che hết sát thương từ Quy rồi. Bị dính mũi tên xuyên phá sát thương là chưa đủ. Và rớt khu đứng dưới bị trụ bắn quá đau. Đứng trên đó là một tiếng chum lao thẳng và quay tay làm choáng đối phương. Nhưng sát thương là chưa đủ. Khu vực đứng dưới lúc này thì Idol vừa rồi có pha PK 1 đánh 2 là cực kỳ căng. Đi bộ lên chích Quy hết và lính, sau đó thì bị Varus bắn tí tí xỉu. May là có cái giáp cốt. Varus Quy trúng nhưng đi bộ vào chịu một hit từ trụ và còn 20 máu ạ. Ồ, càng. Quả này mà hồi cái W đứt trúng ha. Pantheon gồng quy xịt rồi bạn ơi. Hố cửa đâu bạn. Ăn được một mạng nghĩ là ăn hoài. Một game đấu có vẻ là khá là sôi động và với rất nhiều những tình tiết chôn team đến từ cả hai team. Cụ thể là thanh niên TF của viên Ruby đã đánh rất chôn rồi. Đường trên lúc này thì Ari đi đường cùng với lại vị trí của Jack quay tay. Mặc dù Jack farm hơi tệ nhưng lại có một mạng solo kill. Thì nó Sako bị kiến hơi xanh thôi anh em ạ. Sako tàng hình lao ra nhả đứt các kiểu và sau đó thì đấm Z liên tục nhưng mà Z đứt chạy được.
Rammus đã có cho mình con bùa xanh đầu tiên của ván đấu này rồi. Còn đường dưới thì Idol vẫn đang đứt trách bụi. Lúc này thì TF đã xuống để có thể phòng ngự. Ơ kìa, ê, không ăn đi mít à? Wave này Sako ra ăn đi chứ hả? Không ăn luôn. Idol thì lúc này máu đang hơi yếu, đang đứng lại khu đường dưới chung với lại thằng AD để cover cho nó. TF bước lên hơi cao, đang tanh lính đến vị trí của TF rồi. Như thế nào đây? Búp bẩn à? Ahri đã cho đôn búp bẩn à? Búp bẩn cái gì? Sợ quá, đánh chôn đi gì nữa. TF vẫn đang có dấu hiệu rất chôn ở ván đấu này, chạy lung tung hết. Pantheon lao lên làm choáng nhưng mà sau đó đánh tay nhầm vào lính ạ. Dựng Khiên đang cố gắng rút lui, thì Pantheon không phải rút lui mà lao thẳng lên một đánh hai phóng quy và sau đó thì mất máu quá nhiều. Nét vẽ trúng đến từ vị trí của Jin. Varus lao lên để thay ca vị trí của Riven number 1, bị đấm một lúc hai người và mất máu quá nhiều đến từ vị trí của Varus. Hết đạn đến từ Jin, tia truy kích từ xa có ma trai đồ rồi. Quay ngược trở lại vẫn được. Đẹp thế nhở. Ôi kìa, phóng lao xuyên đến từ vị trí của Riven number 1 rồi. Jin vẫn đang dướn ở đây, gồng viên thứ tư flash lên. Flash lên, flash lên, flash. Tao cái này ngu quá các bạn ơi. Tao cái này để bắn cả bắn lính hận sợ thật sự. Thôi thế thì Idol phải gánh team thôi anh em ơi. Tập này là phải tự farm tự gánh thôi, chứ trông chờ cái thằng AD này đây. Z đi mid free ha. TF nó chôn team, nó di chuyển lung tung hết. Ông ở mid ông cứ farm thôi, di chuyển đi chứ bro. TF đang cố ăn trụ với một đợt lính không phải là không bao nhiêu cả. Một quyết định tự sát hộ. Tự sát hộ, ok chưa. Tớ hất cậu đã có cho mình mã thứ 3 và gánh team là rõ. Game đấu có vẻ là không dễ tí nào khi bên phía bên kia là có Sako khá xanh và một thằng AD đang hơi trầm cảm. Nhưng mà không sao, Idol vẫn có mặt ở đây để có thể gánh team bất cứ lúc nào, bây giờ farm lính luôn. Ping liên tục đến từ gì thôi, ông gà, ông yêu nhau 10 năm, ông lú hết cả đầu óc rồi. Để cho người ta ăn mạng, người ta gánh team cho. Ping cái gì, chắc cái gì, tập trung PK đi. Đứng trên thì Ahri thậm chí lên 6 trước cả vị trí của Jack trong tay của Chung. Và đó là một tình huống Ahri tung luôn phi hồ để bỏ chạy. Trong khi đó thì Rammus đang solo cho mình, đó là con rồng nguyên tố đầu tiên của bán đấu này. Lúc này thì Idol vẫn đang đứng để giảng giải thằng AD là tao farm tao gánh, mày cứ yên tâm, không có gì phải sợ cả. Mất có vài CS làm gì làm quá. Đứng trên thì lúc này thì Chung đang mất máu và là khá nhiều. Chung đi bộ vào tung chung cuối thừa đốt quy đánh tay, mít đánh tay liên tục. Vẫn đủ sát thương. Vẫn là đủ sát thương, nhưng đứng dưới thì sao đây? Một tình huống giao tranh diễn ra và tốc biến đánh tay, sát thương là chưa đủ, đánh tay thêm một đòn nữa đã đủ sát thương. Đứng trên thì Sako lao lên và gỡ được một mạng, như đứng dưới Idol, Idol tớt, cậu đang solo cũng vẫn lại vị trí của Varus, mất máu là hơi nhiều, Varus có một mạng. Jin lại chết và Idol lại có mạng rồi. Rammus thì vẫn đang solo con rồng này đến 5.000 năm sau chưa xong, vãi nổi, ông đánh cái gì mà solo rồng cái gì, đi ganh đi, solo rồng làm cái gì. Z bây giờ bắt đầu mới ramming lên khu đứng trên để gỡ mạng dành cho vị trí của Z quay tay, người vừa phải lên bảng đếm số đã đi qua tầm nhìn rồi. Viên Ruby quăng quy mù mẹ mắt rồi. Và sau đó là một tiếng Z lao thẳng vào với WR và phóng phi tiêu xoay E, phóng phi tiêu, ba phi tiêu vào mồm. Và đó là mạng dành cho Duy Long, một game đấu vẫn rất free dành cho Duy Long với con Z này. Z tiện đường farm luôn và đang bị Z ping liên tục vào đầu rồi. Thôi 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 thôi. Ông lên ông ăn mạng được rồi, ông thu thuế quá ông ơi. Cứ mua cái mạng mà ông farm hết cả đợt lính của tôi luôn, thôi thôi. Này bất đồng quan điểm, rất dễ lục đục nội bộ đây anh em nhé. Còn lúc này thì Idol đã trở lại với 4 mạng cũng có được. Tầm này xanh sao phải gánh AD thôi, AD 0-3 rồi. Rất là Batman ở đây rồi, yêu nhau cho lắm vào. Yêu gì 10 năm, cũng là trời. Tình yêu 10 năm nhưng mà đầu óc thì hơi lu lẫn nhá. Z trở lại khu đứng giữa nhưng không còn giới tử thần nữa. Lúc này là tiếng swap lane trở lại đến từ vị trí của Ahri cùng với lại vị trí của TF rồi. TF thì vẫn đang cực kỳ chôn với tình huống không mua trang bị. Còn đường dưới thì thằng Jin này đấy, đánh thế này mà cứ đòi farm, khổ. Đánh thế này mà cứ đòi farm thôi. Farm cái gì, cứ lo cái đầu ra là bị con Pantheon đứt vào và chết luôn. Và đất level 5 nó lên nó e, nó đánh tay từ nhà đến trường, thế là cút. Idol đi ra đến nơi còn mỗi cái xác thằng AD thôi. AD quá dở. Đường trên Sako đánh tay liên tục với rất nhiều sát thương đến từ sát lực. Rách quay lại bật phản công lên, bị hit đánh từ trụ là khá đau. Tốc biến chạy bị thiêu đốt một e nữa. Không chết à? Không được bao nhiêu sát thương với cái tiếng giao độc vừa rồi đến từ vị trí của Sako cả. Còn khu vực đứng dưới lúc này Idol vẫn đang phải một đánh hai, đánh không khác thì chấp AD anh em ạ. Một đánh hai thời điểm này hơi khó với cấp độ 4 đến từ tớ hận cậu. Còn đường trên thì Jack vẫn đang chưa về. Jack đứng lại bết Sako ha. Sako của liệu 199x có dám vào hay không? Liệu có dám vào hay không? Liệu mà vào là có chừng liệu đi luôn liệu ạ. Văn Tùng đọc một hồi thì Văn Tùng hơi liệu rồi. Và liệu rằng có một tiếng băng trụ hay không đây. Z đã vào vị trí.
Sako bắt đầu nhận ra cái gì đó nguy hiểm lấp ló phía sau và Sako quyết định là quy chạy bỏ lại TF phía sau. Bài đỏ rút ra và TF bị làm choáng, bị đánh đập một lúc bởi hai người tốc biến chạy lần đầu tiên cho ván này đến từ TF. Jack đi bộ theo, phóng phi tiêu nhưng đó là mạng dành cho vị trí của Jack quay tay, còn khu đứng dưới lúc này thì Jin đã trở lại rồi. Ramus đang lên tung luôn chiêu cuối. Sako bị khiêu khích đấm tay liên tục vào và đánh hạt thông nổ. Sako quy chạy. Quy đi đâu? Quy đi đâu? Quy đi đâu? Dấu ấn tử thần vào và có mạng dành cho vị trí của Z trong tay của Duy Long 97. Còn đường dưới 22 lúc này thì Pantheon đã khá yếu rồi. Quyết định của Pantheon là bấm B về nét vẽ trúng. Cái hoạt ảnh thì buồn cười thế nhờ. Tự nhiên đang bay lên rớt xuống thế này. Cay. Cay quá bạn ơi. Revenge 5-1 nó rất cay rồi. Sân khấu mở lên bắt đầu bắn đến từ Jin. Viên đầu tiên trúng, viên thứ hai trúng nhưng đối phương đang dự khiên. Viên thứ ba xịt, viên thứ tư bị ngắt, đang bị bắn liên tục solo giữa xạ thủ hỗ trợ lẫn hỗ trợ. Mày cho tao xin cái tuổi, mày cho tao xin cái tuổi luôn. Nhưng mà sau đó thì Jin quay lại cover tôi cái bạn ơi. Có gì mình đổi mạng với cả Varus cũng được. Đó, nó phải là như thế anh em ạ. Hy sinh để đồng đội có thể hưởng lợi thế đấy thì vị trí tới hận cậu. Jin đã có mạng đầu tiên rồi. Mà có TF này làm sao nhỉ anh em nhỉ, nó tranh len hay gì mà nó trôn trôn thế này nhỉ. Bật Jack coi tay lao thẳng vào trong lính đấy, từ Jack quăng cả à. Solo rất hoàn toàn là vặn đến từ vị trí của Chum cùng lại vị trí của viên Ruby. Sako đang cố gắng solo cho mình là con sứ giả tại cánh trên và Ramus đang ở khá gần khu vực này nhưng mà đang bận solo cho mình con búa xanh rồi. Mệnh thằng nào thằng ấy đánh. Đứng dưới thì đó là một cú chiêu cuối xuống đi từ Pantheon, vừa ăn mạng reset tiền xong. Fit cái mạng để thằng này nó đứng lên, nhưng mà đứng lên một hồi thì lại nằm một đống ở đây rồi. Team AD này, thôi thì tí nữa mình farm lính, mình gánh team thôi anh em ạ. Cái này bỏ, AD này bỏ anh em ạ, coi như bỏ, coi như vứt. Jack có giáp trụ đường trên máu khá yếu, quyết định di chuyển về và Sako đã có cho mình con sứ giả. Lên đường trên để tìm kiếm vị trí của Chum, nhưng mà liệu có tìm được Chum hay không đây? Có lẽ là không kịp rồi, Ramus ăn xong bùa xanh chạy thẳng xuống dưới. Xuống dưới để cover cho tớ hận cậu farm được lính này thôi, chứ còn tầm này bỏ con Jin anh em ạ. Z di chuyển cướp cả bùa xanh bùa đỏ đối phương, à không, cướp bùa xanh thôi, bùa đỏ trước đấy đã ăn được từ cái mạng đứng trên. Còn cái tình huống này thì tớ hận cậu đang phải 1-2, Jin đang ra, Z đang xuống, Ramus đang ở gần tầm này thì PK Idol có thể nằm xuống, đồng đội có thể vét được hai mạng này hay không đây. Tớ hận cậu đang có tích kinh nghiệm lên level 5 và đó là một tình huống lao lên đến tớ hận cậu. Ramus tông thẳng chiêu cuối, một chém bay màu đã có một tình huống tốc biến chạy rồi, dấu từ thần và Pantheon. Pantheon dựng cái khiên. Ari đang xuống, tớ hận cậu có thể nằm xuống, đồng đội sẽ đứng lên. Ramus có mạng của xạ thủ đối phương, Ari phi hồ chạy, Pantheon quay lại phóng lao các kiểu. Khiêu khích thành công đến Ramus, Jin phóng quy và lính và sau đó thì sao? Không làm được gì cả, một con Jin khá phế. Ari tiếp tục lao lên phóng phi quy các kiểu làm choáng bồi vào và tốc biến hàng loạt được dùng Z tốc biến đi. Pantheon bị khiêu khích dựng khiên nó bỏ chạy và Z đã phải lên bảo vệ thứ đốt đến từ Ari rồi. Sân khấu mở lên bắt đầu tỉa từ xa. Rách đường trên đã có solo kill một cái mạng rất dễ. Phát thứ tư trúng hay không? Phát thứ tư trúng và Jin đã có mạng. Sako xuống hơi trễ. Ramus solo cùng lại vị trí của Pantheon. Húc vào lẫn nhau và đó là một tiếng khiêu khích thành công nhưng không có sát thương đến từ đánh tay vừa rồi. Nét vẽ chỉ trúng vào Sako mà thôi. Bị thứ đốt đánh tay liên tục rồi. Jin đang lết về. Jin hết spell. Jin mid cái đánh tay thứ ba. Jin lên bảng sau một cú E đến từ vị trí của Liệu 199X. Team này chắc là để idol phải gánh thôi anh em ạ. Mỗi các bạn rách đường trên bạn đi kèo với con TF06 này là bạn còn chơi được. Chứ mấy cái thanh niên còn lại nhìn nâu hốc quá. Idol đứt chúng nó có thể rờ vào luôn. Đứt vào lính rồi. Idol có thể e lên và sau đó tốc biến lên đánh tay các kiểu. Đối phương có dấu ấn chiêu cuối và bắn 1-2. Đánh tay luôn tốc hành lên 1-2. Tung chiêu cuối vào giữa cái bóng. Vẫn đổi được một mạng. Vẫn có thể đổi được một mạng. Trong tình huống 1-2 vừa rồi. Z lao lên phóng phi tiêu nhưng chỉ ăn được cái bóng của Sako mà thôi. Sako được bấm B về trên tầm nhìn và con TF này có cái gì đâu mà phải ngại, đánh đi, đúng rồi. Ramus tung luôn cả chiêu cuối rất cục đến từ vị trí của Jokji Zhukov. Và sau đó là một tiếng đi bộ lên nhưng mà Sako đã về kịp rồi. Một đường trên thì vị trí của Chum vẫn đang đẩy đường cực kỳ cao sau khi đã có trụ thì Jack đã có cho mình Manmortius. Và đang cầm 1.900 tiền rồi. Đứng núp lùm ở đây đối phương cắm mắt vào, khôi chưa 19 nhảy thẳng vào nện luôn cả thằng chưa 19. Tầm này thì chưa 19 cũng nện luôn. Như nào phải nói. Căng ha, người đá quay có đấm khôi ha. Khôi bắt đầu nhận ra cơ hội nhưng mà lúc này Phi Hồ liệu rằng có dám lao lên hay không? Nhấp nhả liên tục đến vị trí của Khôi, hôn gió chuẩn xác nhưng mà liệu rằng có dám Phi Hồ lên hay không đây? Face check rồi, bị làm choáng, bị dồn sát thương, bị thiêu đốt. Pantheon chiêu cuối lên top rồi. Revenge number 1 đã lên và đó là một tiếng dồn sát thương và Sako lên TKS thì không được mạng shutdown dành cho Pantheon. Đường dưới thì Jin đang cố gắng ăn cho mình là cái trụ. Còn Idol ra móc cua, TF thì đã AFK rồi. Idol sẽ có cho mình con rồng cùng với lại vị trí của Ramus. Ok ha, biết kiểm soát tầm nhìn, biết di chuyển hỗ trợ đồng đội, biết ăn mạng gánh team, biết farm cả lính của AD luôn, còn cái gì mà idol không làm được nữa đây. Đánh thế này mà cứ kẹt ở sát thôi, chả hiểu kiểu gì.
Một tiếng Duy Long đến và chờ idol đến rồi dám tấn công, và Varus đã bị dính dấu tử thần rồi. Varus không có tốc biến trả sát thương lại, và Zed giật tới giật lui khiến Sako chóng mặt. Sako nhả phân thân của mình ra, bị idol đấm liên bảo đếm số. Một tiếng kích nổ nội tại chiêu cuối các kiểu, nhưng mà không sao, đây là con Sako AD. Chiêu cuối nó không phải là quá đau dành cho vị trí tới hận cậu, và đã có mạng thứ 7 rồi ha. Chiêu chiêu một gánh team một TF AFK rồi. Bên kia cũng đã chặt ôn trước đấy, đó là tình huống mà nó AFK mình còn dễ chơi. Nó AFK mình còn dễ chơi là nó fit anh em ạ. Nó fit 6 mạng, 7 mạng xong nó AFK. Đánh này lại bảo là búp idol, búp elo các kiểu anh em mệt. Còn đường trên thì Jax trước đấy đã bị hạ gục bởi Pantheon khá cay, nhưng mà Pantheon đã về kịp rồi. Varus chặt ôn là 4 đánh 6 rồi. Vâng, các bạn có một con TF fit 7 mạng, chắc là team tôi cũng không có con Jin fit 6 sát 2 này đâu ha. Ăn được có 2 mạng, 2 mạng này là idol nhường nữa đấy. Không, nó không biết được mạng nào hay không. Đã có trụ đường dưới rồi. Lúc này thì Z đã trở ra và idol cũng đang di chuyển ra khu đường giữa với một con Kai'Sa AP. Có vẻ là chiến anh em ạ. Kai'Sa AP nó đứt cực kỳ thốn luôn. Chênh lệch về tiền thì con số tầm 3k thôi, chiêu chiêu thôi anh em. Tầm này thì cứ farm chiêu chiêu chờ có đồ rồi tốc bằng W là hợp lý. Chưa phải là thời điểm mà Kai'Sa này đứt liên tục được, chưa cường hóa được kỹ năng W. Còn lúc này thì Pantheon đang được đi farm rồi. Pantheon ám muội cái gì ở đây? Z đã lên khu vực đường trên nhưng mà không thấy Sako, không thấy gì cả. Đang đứng dình, không biết là dình cái gì. Varus đang để lại khu đường dưới, con idol đã được ra mid để farm. Né hồn gió cái nhẹ luôn. Tầm này có R và bắn luôn hay không đây? Rammus có mặt với tiếng cuộn quy nhưng mà Ahri vẫn còn đó phi hồ, và Rammus không dám vào rồi. Z đứng dình một thôi một hồi để phát hiện ra vị trí của Liệu 199X đang có mặt ở đây. Đó là tiếng lao lên, Z cũng đang quyết định backup, need backup. Dấu ấn tử thần thẳng vào, và đó là một tiếng dứt điểm được Pantheon trước. Sau đó thì Sako của Liệu đã khá yếu máu, thiêu đốt trừng phạt các kiểu. Có ra kiếm tàng hình, và Z đã nhận ra vấn đề là mình không phải chọn đúng mục tiêu, dính chiêu cuối của Varus. Và sau đó là một tình huống lên bảng đếm số ạ. Đánh hạt thông đổ qua, đấm cái bóng của Sako, và sau đó thì né được hồn gió, nhưng sau đó có về đấy không phi hồ được dùng rồi. Idol ơi, cứu, cứu cái thằng Ramos này cái. Cứu, cứu mi idol ơi, idol đã ăn trụ rồi, thôi xong rồi. Đi hết cả 3 thằng cánh trên rồi anh em ạ. Rất dở, giết được mỗi thằng Pantheon chết 3 thằng. Đấy, tôi bảo mà, thằng AD nó như thế này, xong thêm cái cánh trên như thế này nữa. Idol lại phải cánh team chứ gì nữa. Ahri phi hồ về đến đời thì thấy trụ đã mất và không dám lao lên PK với con Kai'Sa của idol tớ hận cậu. Trụ không còn nhiều máu, 28 máu thôi. Nhưng bên kia thử đụng vào xem, dám ăn hay không. Đứng dưới thì Pantheon chưa cuối xuống và Jin đang chạy 3 chân 4 cẳng ở đây rồi. 10 năm yêu nhau, cái kết nó vẻ là hơi đắng. Đang là một tiếng quang đánh hạt thông thổ về hướng của đồng đội, nhưng mà đó là một tiếng bị làm choáng, lướt cung phong linh cứu idol ơi. Lại cái gì cũng đến tay, cái gì cũng đến tay luôn đấy. Pantheon lao thẳng vào với kiệt sức, giọng làm choáng hôn gió, idol đã che rồi nhưng mà AD thì vẫn chết. Kích tốc hành quang bỏ chạy dính băng trượng bị chọc quy, chiêu cuối kịp tạo giáp thành công. Idol có một tiếng tàng hình và đó là một tình huống trích quy cơn mưa Katia, có mạng dành cho Z, double kill cho Z trong những huống này. Còn cái gì mà không đến tay? Trong cái sao của idol tớ hận cậu đây. U má nó hay quá trời hay luôn. hay quá trời hay. Đánh hay thế này mà danh sắt kỳ thật sự, đánh 700 game rồi vẫn danh sắt. Chắc chắn là gặp những thằng đồng đội như thằng Jin này mới kẻ danh sắt thôi anh em ạ. Cái trình idol thì thực ra là lên bạch kim lúc nào chả được. Chém gió thế thôi chứ hai mùa gần đây chưa lên nổi đánh bạc anh em ạ. Khá là buồn cho idol là như vậy. Nhưng mà đánh thế này mà kẹt sắt 4 là hơi kỳ anh em nhá. Chẳng qua là idol không thích đánh carry thôi. Tôi đã từng chứng kiến những game đấu idol chuyển role carry đánh hơi bị căng. Chẳng qua là đánh carry các bạn biết là format ở Việt Nam thì nó hơi lâu. Đấy. Nên là cứ format ở vị trí hỗ trợ vẫn có thể gánh team, nhưng mà được cái thời gian tìm trận thì nó khá là nhanh. Z lao thẳng vào giới tử thần các kiểu. Sako nhả phân thân của mình ra nhưng giới tử thần vẫn phát hiện ra cái bóng và người thật tốc biến bỏ chạy từ Z tại vì đánh hạt thông đổ một lao đến từ Pantheon. Z ăn cho lắm, ăn double kill xong cút rồi. Rách nhảy thẳng vào hôn gió trượt đến từ vị trí của Khôi Trư 19, tốc biến gõ nhầm vào lính tung chiêu cuối thiêu đốt đánh tay W các kiểu, nhảy thẳng và ăn mạng nhưng sau đó thì bị trụ bắn quá đau và Pantheon lao lên thì không kẽ được cái mạng này rồi. Và Rush solo cũng lại vị trí của 10 năm yêu nhau, chiêu cuối nét vẽ hai thằng bắt đầu solo. Bao nhiêu đạn đây? Jin rời idol ra là cút rồi. Rammus đang xuống tông thẳng chiêu cuối vào thôi. Tốc biến chạy đến từ vị trí của một chém một mạng. Kai'Sa của idol đứng chờ đồ nãy giờ thì đã đủ cho mình, đó là cái bão tố Luden rồi. Giày 2 bão tố Luden, thần kiếm Buramana và full soul đến từ trang bị hỗ trợ. Ok chưa? Rammus lại tiếp tục đứng dình tính bắt vào vị trí của Varus, nhưng mà Rammus với Varus thì lúc này thì để bắt nhau không phải là dễ. Cái thằng Varus này là liều nhờ. Cuộn nguyên một vòng ăn xe thôi à? Không tấn công Varus nhờ, thế cứ ra ăn rồng đi chứ hả? Kai'Sa idol nó ping 300 anh em ơi, ping 300.
Vẫn ping 300 anh em nhé. Bữa giờ idol đánh là toàn ping 200 mấy 300 thôi anh em ạ. Không biết là đánh ở cái nước nào về nhưng mà tôi không tiện hỏi, có gì anh em hỏi giúp tôi. AD mid ra sông. À nhầm, AD mid ra rồng. À Sako chắc đâu là AD với mid đang ra rồng nhá. Đứng trên ông PK diễn ra rồi Pantheon dựng cái khiên lên và sau đó Z phóng phi tiêu tới. Ra là mẹ gì, Jin đã chắc ôn như thế rồi. Jin đã chắc ôn là ra là mẹ gì. Tầm này thì idol đứng như sát thủ luôn. Đánh hoa soi sáng ở Tramus phát hiện ra vị trí của Varus rồi. Một chém một mạng. Tên là một chém một mạng nhưng mà giờ một đứt một mạng này anh em này, một đứt một mạng. Ok chưa? R vào đánh tay và quy các kiểu đến từ vị trí của tớ hận cậu. Solo kill xạ thủ đối phương. Ok chưa? Một pha quy chạy đến từ vị trí của Sako và idol đã quyết định đứng tiến hóa kỹ năng ở đây. Có vẻ là hợp lý. Tầm này mà bốc thì thôi rồi. Tiến hóa hết cả quy đứt rồi anh em ạ. Một cái W trúng phát nửa cây bay màu, bên kia đội hình cực kỳ mỏng. TS thì AFK không nói rồi. Mà hai game gần đây mình làm là toàn là có thằng AFK rồi idol mới win anh em ạ, ảo thật sự. Một pha rình dập bắn W đến từ idol tớ hận cậu. Sako chạy về hướng này dựng sân khấu lên. Có một tiếng lao lên hôn gió trượt rách lao thẳng và làm choáng hai người tớ hận cậu quay ngược trở lại. Sako nhả phân thân của mình ra quãng bỏ chạy, một tiếng kích nổ cái bóng của Sako và sau đó Sako đang quãng bỏ chạy một chấm máu. Tốc biến lên quy, sát thương chưa đủ nét vẽ bồi vào, rách lao vào làm choáng Pantheon dựng khiên lên và sau đó thì sao? W đến từ idol chưa hồi kịp trong tình huống này, Varus đã ra rồi. Sako yếu máu nhưng về được, tốc biến lên làm choáng đến từ vị trí của Pantheon dựng E đến từ vị trí của Chum. Chum quy vào con mắt để bỏ chạy và rớt tới với tiếng chu cuối thành công, chết luôn vị trí của Jack quay tay rồi. Lúc này thì idol đang chưa hồi kỹ năng kịp. W cấu diệt từ xa nhưng không trúng ai cả. Ramus lại đến với cái tốc độ cực kỳ ánh sáng, húc thẳng và chu cuối xịt. W đánh tay đến từ Varus mà thôi. W đến từ Ramus thì đúng hơn. Idol đứng từ xa lại tỉa từng thằng dựng E bỏ chạy đến từ vị trí của Pantheon. W mày a à, đứt xịt rồi đánh tay quy gồng chiêu cuối đến từ Pantheon. A à, nó chạy rồi, nó chạy rồi anh em ơi. A à, triple kill cho Pantheon. What the fuck, what the fuck. Sako ra kiệt sức thiêu đốt các kiểu đến từ vị trí của Sako, sau đó thì tung nghe tung quy các kiểu hết đạn đến từ Jin, quay lại nét phẹ chúng và có mạng cho Jin rồi. Varus gồng cung lên bắn quy xịt đứng trên tầm nhìn và Jin có thể là một tình huống hồi máu lao lên W hay cái gì đi bạn. Đi bộ lên, đúng rồi, hồi máu lên. Lướt phong linh có mạng cho Jin rồi. Thằng AD là mình nuôi cuối cùng đã lớn rồi. Pantheon một máu vẫn có thể rờ ăn được ba mạng. Còn Ari lao lên hôn gió thành công cầu đi, sốc điện chết luôn rồi. Một game đấu khá chiến và team idol vẫn đã thua mạng nhưng mà hơn tiền. Ok ha, thằng AD đến nuôi tí tí có mạng cũng bắt đầu biết chơi ha. Cái trụ này không còn nhiều máu, 4 máu còn lại. Jack đang tanh trụ, Jack dính hôn gió, lính chuyển sang bắn trụ. Trụ đã bể, Jack nhảy thẳng và quay tay nhưng không làm choáng được vị trí của Khô chưa 19. Căng, game căng anh em ạ, game rất căng luôn. Tầm này thì idol đã trở lại với một cái cung gỗ ở chắc là nên anh Naso ha. Một giáo án Kai'Sa AP hết sức chuẩn chỉ đấy là idol tớ hận cậu. Vẫn đang phải gánh team thôi, team này nhìn rất là no hope. 5 đánh 4 mà vẫn cảm thấy rất chật vật. Một tiếng Sako tàng hình lao lên trừng phạt con bùa đỏ nhưng mà Z vẫn có bùa đỏ. Sako trừng phạt fail sau đó bị làm choáng tung chiêu cuối. Jack đã nhận ra cái bóng thật và sau đó thì thằng Z báo thế. Thằng Z này vẫn có mạng dành cho tiếng nhảy và nện đến từ Chum. Ramus lại tiếp tục cuộn quy vào lính để farm lính rồi. Còn idol lúc này đang trở lại với một tình huống máu me không phải là quá đủ đầy. Pantheon lao lên chiêu cuối đến từ Varus xịt rồi, chọc quy xịt đến từ Pantheon. Vẫn chạy được đến vị trí của Chum nhưng làm choáng bồi vào khiến Z đã phải lên bảng. Một cú W từ xa nét vẽ bồi vào cũng chuẩn đến từ Jin luôn. Phi hồ bỏ chạy đến từ vị trí của Ari. Ramus lao thẳng vào với cú chiêu cuối trúng thẳng vào vị trí của Revenge 51 khiêu khích thành công vị trí của Varus. Một W từ xa đến idol, có mạng cho idol rồi. Jin đã bắn chiêu cuối hay từ xa để ăn cái mạng của Ari và sau đó thì Chum đã đến kết cái mạng của idol tới hận cậu với một mã shutdown Pantheon. Game bắt đầu PK rất căng rồi. Idol bắt đầu có được lượng trang bị cực kỳ lớn với thần kiếm Muramana đã biến ảnh. Tầm này một cái W đam không 400 sát thương cộng với đam của thần kiếm Muramana, đam bão tố Luden các kiểu nữa. Chưa kể tầm này đúp chúng hồi chiều nó giảm đi tới 77%. Ok chưa? Tha hồ bốc anh em ạ. Mà con Jin đánh kiểu gì hai mấy phút chưa xong lưỡi hái nhờ, đi farm đi bro. Nãy giờ idol đi farm rừng nhường farm cho người không chịu farm đi. Quả này solo với cả bãi người đá nhìn hơi ghê. Không sao ha, có cấp độ 12 ngon luôn. Rồi, về thôi, về thôi, về. Về lấy trang bị thêm nào. Sako đánh hạt thông nổ, Jin đang bấm B về, Sako tàng hình lên. Đạp cháp rồi bạn ơi. Không truy đuổi được vị trí của Jin. Jin tầm này đã hoàn thành xong full số lưỡi hái, đang chuẩn bị về đóng thêm cho mình trang bị mới với 1.500 tiền. Cánh trên thì Pantheon vẫn đang để lẻ với cấp độ 14 đến từ một hỗ trợ. Ở ha, game này con Pantheon được farm nó hơn level idol thôi anh em ạ. Nó ngang level với đường đơn luôn. Đứng dưới PK diễn ra và Z làm cái gì thế này? Ui là trời, Z làm cái gì đây?
Z thấy Sako và sau đó là một tình huống Sako quy tại chỗ, Ramos quy lên quét thấy Sako rồi nhưng húc nhầm vào cái hộp hề. Z nhả phân thân lao lên với dốn tử thần và sau đó thì giật tới giật lui một chục trụ tốc biến tại chỗ lên bảng đếm số rồi. Ari được hồi máu lại và sau đó là một tiếng đường trên cũng đã có PK, một pha PK mà Zach đứng đánh tay tới chết là có thật hết mẹ mana rồi, vẫn đánh tay liên tục vào chung có mạng solo kill nhưng khu đứng dưới thì Ramos cũng đã đi chung với lại vị trí của Zach rồi. Team này vẫn phải gánh thôi anh em ạ, vẫn phải là con Kai'Sa của idol đứng gánh thôi, cứ lăn ra chết thôi. Zach đứng trên mặc dù máu yếu nhưng mà Pantheon lúc này thì cũng không có đủ sát thương để giết con Zach đang khỏe như thế này. Nào, lang thang đi trên tầm nhìn ăn W là cút đấy nha bạn nha. Liệu không bị dính và Liệu lao thẳng lên với tiếng đánh tay tính bắt xạ thủ idol ạ. Chém đau nhờ, thiêu đốt luôn kìa. Một tiếng mà tốc hành lên chọn chọn con người thật. Mày đi. Này thì fake với chúng tôi, mày định lừa ai? Zamba cái thằng hề này định lừa ai, định lòe ai ở đây? Một giao án Kai'Sa vẫn đang cực kỳ xanh xao và đang có shutdown trên người nhưng bên kia chưa thể nào shutdown được con Kai'Sa của idol. Quá chất. Tiền thì hơn bắt đầu khá nhiều rồi. Bên kia được cái là có thằng AFK nên bọn được book kinh nghiệm khá là nhiều đấy. Nhưng mà tầm này thiếu người nên bên kia đánh PK cũng cực kỳ khó, vào rất lên AP à. Idol thì đi farm hết cả rừng rồi. Rồi lại về đóng đồ thôi, 1.800 rồi. Sương sương rồi, đường trên dốn tử thần vào, nhà W phóng phi tiêu xoay e đánh tay từ nhà đến trường vào rất tung chiêu cuối ngược trở lại. Hẳn là sát thủ bắt cái xạ thủ anh em ạ. Má và rớt AP để nó bớt mất tiêu luôn, mất tiêu hơn Z luôn. Đứng dưới đó là một tiếng lao thẳng vào trong trụ đấy từ vị trí của Chum. Chum tốc biến ra với đắc thắng và hồi máu lại đủ để sống sót nhưng mà Sako xuống rồi. Chum bật E lên trừng phạt ăn mạng cho nó nhanh, đánh tay liên tục E và đánh tay với mưa kiếm đến từ vị trí của Sako. Không có thiêu đốt, Jin bắn sát thương cũng là nhiều. Jin hồi máu đánh tay và có mạng của Sako, gỡ mạng là tốt rồi. Ari xuống với phi hồ sẵn sàng nhưng Jin đã về vị trí khá xa. Liệu rằng Ari có dám phi hồ lên hay không đây? Thông tin không có, vẫn phi hồ lên đến từ vị trí của Ari nhưng không tìm thấy ai cả. Jin đã cao chạy xa bay, còn idol vẫn đang lang thang trong phần rừng đối phương để tìm kiếm cái gì đấy. Thằng tiếp theo, Jin đang chat ôn thằng tiếp theo rồi, đã căng nhờ. Varus đang có định làm cái gì, điều gì đó rất là đen tối với lại vị trí của idol tới hận cậu nhưng mà không được. Ramus đã có trụ đường trên 600 rồi. Cuộn quy xuống dưới ăn rồng đi ngang qua Ramus nhưng một chém một mạ không dám bắt con Ramus này, nó quá trâu đi. Idol đang đẩy đường giữa để có thể ăn rồng với đồng đội. Đây là con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu là rồng lửa nữa. Nó sẽ là một con rồng rất nhiều sát thương để con Kai'Sa AP W từ xa này. Bên kia thì tầm này ra cạnh tranh hộ, Sako đã chơi bản đếm số lấy cái gì mà cạnh tranh. Pantheon có thể thử bằng chiêu cuối. Chiêu cuối ra đây. Ari cũng đang muốn thử thì phải, đi nửa đường ăn cái W mất phần tư cây cái nó hết muốn ra rồi. Pantheon đang farm lính rồi, hoàn toàn không có thông tin nên là không dám ra. Ui, R và bắn luôn đến từ Kai'Sa của idol tớn. Cậu W trúng Sako và dù Sako đã tàng hình, tiếp tục đánh tay và thực hiện một cú quy của mình. W trúng và double kill cho idol tớn. Cậu ok chua. Thằng tiếp theo đến và đó là một tiếng idol tốc biến né quy đối phương cực kỳ tốt, trả W lại. Pantheon dựng E lên né được sát thương đến từ idol. Z giật tới giật lui, sát thương là chưa đủ với dấu tử thần. W trúng vào vị trí của Varus, đánh tay và có mạng thứ ba cho idol tớn. Cậu chiêu cuối từ vị trí của Pantheon làm choáng idol, idol bị shutdown nhưng sau đó thì team chắc chắn sẽ có cái mạng này mà thôi. Ok chưa, một quả giáo án rất chất đến từ idol tớn cậu với Kai'Sa đứt liên tục. Đội đỏ bỏ phiếu thua hàng với thất bại 2/2. Cố chấp thực sự, biểu hiện của sự cố chấp anh em ạ. Support vậy chứ sung lắm mấy anh. Support vậy chứ sung lắm mấy anh. Em là em rất sung luôn mấy anh à. Hôn gió trúng, Sako bắt đầu tàng hình lao lên nhưng Zach còn E. Zach bật E đấm luôn vị trí của Sako. Sako nhả chiêu cuối được hay không? Không có chiêu cuối để nhả và sau đó thì lên bảng rồi. Không bị thằng TF thì tụi mày tuổi. Và rất gáy ác nhờ. Hôn gió và lính đến từ vị trí của Ari bật phản công lao vào những đối phương phi hồ thả thiêu đốt lại. Thôi xong rồi. Cút rồi. Mạng dành cho vị trí của Ari nhưng khu đứng giữa thì 10 năm yêu nhau đang cố gắng ăn cho mình đó là cái nhà lính khu đứng giữa. Tình yêu 10 năm đã có cho mình cái nhà lính này rồi. Bên kia cũng cay ha. Nào thằng nào đây, Revenge number 1 bắt đầu lao lên với tình huống kích Yubu của mình rồi. Sau đó thì sao, vô đây, mày vô đây. Ui ám muội và chọc đứt đánh tay chọc quy các kiểu sát thương là khá nhiều và gồng quy. Tin cút rồi. Ramus đến khiêu khích và đấm liên tục vị trí của Revenge number 1 với sát thương đến từ linh hồn rồng lửa. Vẫn đang đi bộ cuộn quy lên tiếp bạn ơi, hốc thêm phát nữa. Bị ngắt quy rồi, mày chạy đi đâu, bị bùa đỏ đốt chết và đó là mạng rồi. Ramus solo kill. Jin chơi nhầy một hồi thì vẫn chết. Đấy tôi bảo mà, trông trời thằng Jin này.
ăn được vài mạng núp váy idol vậy thôi, chứ còn không trông trời rồi anh em ạ. Gánh team vẫn cứ phải là con Kai'Sa này mà thôi. Sách trồn bề dai các thứ ha. Ok chưa ạ? Mua hẳn sách trồn bề dai gánh team anh em hiểu rồi. Một game đấu 5 đánh 4 nhưng vẫn là khá khó. Ra mất tông thẳng Varus, còn tốc biến, nhưng mà tốc biến đi đâu bây giờ? Chiêu cuối xịt cho Varus và sau đây mất tiêu luôn. Thằng chó dám phi phóng lao vào tao. À, Z tiếp tục lao lên với chiêu cuối nhưng mà đối phương phi hồ chạy rồi. Sako phía sau đã bị tấn công. Chém tay vào con Ramus này, có mà bật ngửa anh em ạ, khút luôn đến vị trí của Sako, hôn gió cầu đi cầu về. Hộp hề đang bắn rất tương lá đủ với tình huống hộp hề vừa rồi. Ramus quy flash các kiểu lên, do đó bị Ari thả diều đánh tay liên tục bật W, khiêu khích thành công và có mạng cho Ramus rồi. Idol đang đi ăn Baron chung lại vị trí của chung. Thằng chó dám phi phóng vào tao, cái gì nhở? Đã có Baron rồi, team Idol tớ hận cậu ha, cầm 1.000 tiền về mua cái gì bây giờ? Về chắc là cùng lắm là mua dược phẩm thôi, chứ không thể bán đồ hỗ trợ, lúc này hơi kỳ. Thấy support đáng đồng tiền chưa? Thấy support đáng đồng tiền chưa? Jin dựng sân khấu lên bắn vào Pantheon, chắc là tư thủ cá nhân thôi anh em ạ, bắn phát nửa cây. Nào để xem con Kai'Sa 400 AP này comeback W nó như thế nào nào. Đau không? Bắn Pantheon xong rồi hỏi đau không ạ? Cay nhờ. Nãy bị nó gì nó phóng lao nát đít, giờ thì chắc ôn. Nếu như game này mà không có idol tận cậu, tôi nghĩ là 5 đánh 4 nhiều khi cũng gặp khó với cái layup này. Một cái layup nhìn rất là chấm hỏi luôn. Bên kia thì cũng có một vài player khá là biết chơi. Lúc này thì Sako đang vờn nhau Ramus tại khu đường dưới, Ramus phía sau có idol nên là cực kỳ tự tin. Tiếp tục đi farm rừng ha. Với sát thương này farm rừng là dễ rồi. End game như thế nào mà thôi. Chọn đường giữa làm điểm đáp để có thể end game W từ xa chúng không? Huy sát thương kìa, vãi cả sát thương kìa. Liệu có ổn không liệu ơi? Liệu thực sự ổn không liệu? Một đứt cái hơn nửa cây thôi chơi bầy hiểu gì? Kai'Sa AP lại có linh hồn dùng lửa nữa. Ramus tông thẳng vào, Z dính tố, tung dối tử thần các kiểu có mạng rồi. Zach lao và làm choáng vị trí của Varus. Varus cũng đã đi cú W từ xa. Và đó là một tiếng lấy một cái acid nhẹ dành cho đầu tớ hận cậu. Ari phi hồ bỏ chạy rồi. Ba mạng hạ gục đến team Idol ha. Một game đấu có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi. Với một tiếng W chúng thì có thể rờ vào luôn, nhưng đó cú đúp xịt đến idol vẫn tàng hình lao lên dính hôn gió và xích quy các kiểu rồi. Mày làm sao? Mày làm sao? Đứng trong mẹ đá cổ mày to à? Mày nghĩ mày to à? W phát này, W phát này. Nét vẽ bồi vào W. Ê, thằng nào hẹn được em đây? Ây da, tí nó giết Gary đây rồi. Cái thế nhở? Nếu không sao, sau 700 game cuối cùng idol cũng đã lên được sát 2 rồi anh em nhé. Đã lên sát 2 rồi. Tiệm cận rank đồng rồi, sắp trở lại rank đồng. Đúng là kết quả bình loạn rank đồng chứ tầm này toàn bình loạn đánh sát thôi anh em ạ. Rồi chúc mừng idol với giao án Kai'Sa rất là xanh xao cánh team này. Game này chat ổn cũng khá là vui. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác của idol tớ hận cậu vào cuối tuần chủ nhật nhá. Bye bye, đừng quên để lại như được like và được subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng cũng như ủng hộ cả tớ hận cậu nhá. Cảm ơn anh em.